chuyện mà Hồng Loan làm ở nhà đúng không con? Dù gì cũng là chú ruột chứ con ruột mà con. Dạ. Và cũng bất bình vậy. Dù gì cũng là chú ruột, cô ruột mình nhận nhận ba mình, mình thương ba mình bao nhiêu. Thì bây giờ mình cũng phải thương chú với cô, chú với cô. Ờ thôi giờ cô với chú cứ ở đây đi, cứ ở nhà này. Rồi á, lúc nào mà muốn đi thì đi. Cái nhà này là không dứt khoát không được tiền bán. Tại vì ba Vũ Linh nó đã lên tiếng là nhà thờ ông rồi, ờ nội với Vũ Linh rồi, còn ai nữa. Đúng rồi, để thờ thôi. Ừ là không có quyền bán rồi thì ở cho cô chú hay người nào ở không cửa còn bao gì là ở vô hợp chứ có cái gì mà tranh giành là bán, ví dụ bán được là sao bán thì là nó sẽ là hứa với Vũ Linh quá rồi. Theo cô là suy nghĩ là như vậy, nhưng mà cô thấy cộng đồng mạng mạnh quá thì thành ra cô cũng không có. Cô thấy là cộng đồng mạng nói về Hồng Phượng với lại cô Sáo Hồng Nhung quá nhiều thì cô cảm thấy là cô không hài lòng về cái điều đó. Cô rất là bức xúc nhưng mà cô không dám nói cùng ai và cô chỉ có thể gọi cho con để cô chia sẻ cái thông tin này đúng không cô? Cô thấy con có lúc số điện thoại đưa lên. Giờ mà cô mà nói trực tiếp với Hồng Phượng được, cô vẫn điện mà cô nói á. Yeah. Không có cái gì, không có gì cứ yên tâm, không có cái gì mà phải sợ đâu, cái đầu mà cái mù. Ví dụ 1.000 người ghét cũng còn được 10 người thương con. Cô đặt ví dụ mà cô nói được với Hồng Phượng là con vẫn nói cho Hồng Phượng. Người ta, cô thấy là con người ta nhỏ nhẹ mà người ta rất là nhỏ nhẹ. Mà ba nói chuyện tư, tháng này hả? Giờ đang có hai cái luồng ý kiến trái chiều lắm, một nửa thì bên chỗ chị Hồng Loan, một nửa thì bên chỗ gia đình chỗ chị Hồng Phượng. Thì theo cô là bây giờ là ai là người đúng cho câu chuyện này? Vấn đề đó thì bên gia đình trong bên trong với Kim Nga với Hồng Loan thì cô học cũng nhưng mà đuổi thì cứ từ từ đuổi đó, ví dụ qua trăm ngày thì mình đã đuổi cũng không có một thời gian còn dài bao nhiêu chục năm rồi đó. Còn bây giờ có mấy ngày là hết trăm ngày mà dù mà Kim Nga đã theo chăm sóc ba mình là sát nhất sát nhất đó, thành ra bây giờ muốn đuổi thì thôi rồi quán qua trăm ngày chị Nga từ từ thôi, đuổi cho mà đuổi hấp tấp. Nhưng mà cái lời đuổi của Hồng Loan thì cô không nghe, nhưng mà cô chỉ nghe là nói đuổi thôi chứ những cái lời lẽ đó là cô chưa biết. Giống như nghe là nói giống như là hả, lúc đó đó là cô Hồng Nhung cũng có nói là con chỉ nhé, cô làm hỏi tóc nữa rồi con nha, tạm biệt luôn cả mọi người, cô cháu có ý phần rồi nha. Dạ cô về. Dạ bây giờ con thấy mà đừng quay sao con chị cô được. Dạ cô. Hoa viên cho một để cái rào ở đây luôn nè cả nhà. Để nơi đúng rồi. Nghe anh nói là để ra mấy tháng luôn không? Thời gian chưa biết, chưa biết. Đúng rồi, chưa biết chính xác thời gian đúng không? Là tạm thời là tạm thời. Đúng rồi, hoa viên là tạm thời là để cái rào ở đây che cho cái mộ của cậu luôn. Lúc đầu là cứ nghĩ là khi mà làm xong cái mộ thì sẽ dẹp đi rạp, nhưng không, hoa viên để lại cho cậu che nắng che mưa. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi đó. Hoa viên rất là mà mến cậu, dành những tình cảm ưu ái dành cho cậu Nam Vũ Linh cũng như là tất cả các nghệ sĩ xung quanh đây. Đó bây giờ em nghe đi một vòng coi đoạn cho nó xong. Cả nhà quá đẹp. Cái này để lấy cái tập ba
cũng nói là hả, mộ của cậu Năm cái mộ như vậy thôi, sao mà làm gì mà quá lâu, cho tới ngày hôm nay mới xong. Phải nhập đá à, dạ thưa tất cả cô chú anh chị, các anh hùng bàn phím trên mạng xã hội, thì em cũng nói luôn là đá không phải là đá có sẵn ở đây, đá là phải vận chuyển từ bên Ấn Độ về, thì cái thời gian vận chuyển nhập cảng rồi lưu rồi xúc rồi nói chung nó sẽ mất rất là nhiều thời gian, và sau đó về đây còn cái công đoạn chế tác cái mão nữa đó. Đặc biệt cái đá này khi mà chuyển về phải làm rất là kỹ, không được làm ảo, ảo thư lại mất thời gian vận chuyển về đó. Đúng rồi, thì chẳng thà lâu một chút nhưng mà chắc chắn đẹp, an toàn đẹp đó. Chứ thấy cái mão không, cái mão nè làm rất là kỳ công và tỉ mỉ, sơ xuất một cái là nó bể nó gãy là hư. Nhìn cái góc cạnh nè đó, thì mọi người cũng thấy là phải rất là khó khăn chứ đâu phải là dễ dàng. Nhiều người á là cứ comment vô nói thôi cái mũi này làm dễ lắm, làm xíu là xong à. Đó, thì nói thì ai cũng nói được hết á, nhưng mà đến khi làm á thì mới biết là cái sự việc nó khó khăn như thế nào. Làm thì sao, làm thì lúc đó thì khi nào mà hả cái người làm trực tiếp á người ta lên tiếng thì mình mới biết thôi. Chứ nhìn cái mộ cậu, cái mão cậu đẹp như vậy nè, nói là hả rồi cái mão này á làm dỗ đồ một hai tuần là xong à. Đó nói vậy thì theo ý kiến của mọi người mà comment, một khán giả mà comment như vậy thì những khán giả khác sẽ nghĩ như thế nào? Chứ em cảm thấy là hả lâu một xíu nhưng mà mộ của cậu nó đẹp đó, hoàn mỹ. Khi mà hả ráp cái ngày mà ráp mộ của cậu nè cả nhà, mọi người ai cũng khen qua wow, mộ của cậu Năm sao mà đẹp quá vậy, đúng không? Rất là nhiều người khen đẹp, nói chung là 90% là khen đẹp, nhưng trong đó thì cũng có một số người lại là nói là hả mộ của cậu Năm như thế này như thế kia đó, thì mình cũng không có tránh khỏi được những ý kiến của khán giả, nhưng mà sẵn qua đây thì mình nói lên những cái ý kiến như vậy để cho tất cả mọi người có thể mà hả xem được những người như thế bình luận như thế nào, thì mọi người nhớ bình luận trong cái video này luôn, em sẽ đọc từng bình luận của mọi người luôn. Cuối ngày thấy không, khán giả thương cậu còn mang cà phê tới cúng cậu nữa nè, đó mới luôn nè, mới thì còn đá luôn á, lấy cái bọc ra, lấy bọc ra. Lấy cái bọc ra hả, cắm cái hút cho cậu lắc ra cậu uống đỏ đi ba, đúng không? Đúng rồi, sự đúng rồi, đắp cái bắt xe cho cậu luôn á, xe luôn á. Rồi ra lấy kinh với lên. Một lát nữa mà hả cậu bà hút là cà phê nó sẽ trào lên luôn nha cả nhà. Giống như thuốc mà ngồi cho cậu là hả cậu hút rất là nhanh luôn. Một ngày gắn hết mấy gói Tâm? Hả? Một ngày hút mấy gói? Thì cậu hút nhiều lắm, nhưng mà hả ở đây sau khi mà cô Diệu Hiền nói thì bắt đầu đốt ít lại. Chứ mà cái lúc đầu á đốt cho cậu rất là nhiều, đốt một ngày cho cậu hả 3-4 gói luôn. Trời ơi, cậu gọi là thuốc vừa tàn là đốt, thuốc vừa tàn là đốt, thậm chí đốt một lần 2-3 điếu cũng có nữa. Giờ này không có trái thanh trà rồi hả? Đúng rồi, thiếu không? Đúng rồi, mấy bữa nay thì không có thấy ai cúng cho cậu trái thanh trà hết, tại vì cậu cứ thích ăn trái thanh trà. Nhưng mà hả chắc không, chắc là hết mùa hay sao á. Hết mùa cũng không biết nữa, chứ bữa là có nha. Đúng rồi, bà con mê cúng cho cậu thanh trà nhiều lắm, tại vì khi còn sống còn á, là cậu thích ăn thanh trà. Khi mà khán giả mà yêu mến cậu thì sẽ biết được là hả cậu thích ăn trái thanh trà cũng như là bánh bía. Đây cho cậu Năm cũng nha, với hai cái đèn ở đây cho tôi nó sáng. Dạ, cô vô tháp đi rồi con, không có quay không quay đâu, không quay dạ luôn.